Giờ này mà vẫn chưa đến. Mời công chúa lên xe. Anh ngày nào cũng đi cái xe xấu xí này, em chịu hết nổi rồi. Bạn trai người ta thì đi xe hơi, còn anh chỉ có cái xe cà tàng này thôi. Anh tự xem lại bản thân anh đi. Anh tuy không có ô tô, nhưng trước giờ chẳng phải chúng ta vẫn hạnh phúc đấy sao? Hạnh phúc á? Hạnh phúc với cái gì? Tôi thà khóc ở sau xe BMW còn hơn là ngồi cười sau cái xe ghẻ này. Mình chia tay đi. Tôi thề sau này tôi sẽ giàu có, tôi sẽ mua ô tô cho em xem, nhất định em sẽ phải hối hận. Có phải anh Lộc không? Đúng là anh Lộc rồi. Năm năm không học, trông anh khác quá. Chiếc xe này... Đúng vậy. Năm năm qua, anh đã rất cố gắng. Cuối cùng, anh cũng đã mở được cánh cửa sang trọng, mà em gọi là xe hơi. Anh có còn yêu em không? Vẫn còn. Mình quay lại có được không? Dù hiện tại anh vẫn còn độc thân, nhưng anh không bao giờ muốn quay lại với em. Năm năm trước em chê anh nghèo, còn bây giờ em chỉ là loại con gái đào mỏ thôi.